Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. Tôn vinh giá trị cây chè, phát triển du lịch nông nghiệp hài hà. Lạng Sơn phấn đấu xây dựng môi trường thương mại văn minh. Câu chuyện phân loại rác từ nguồn liệu có hiệu quả? Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Vũ Đại Thắng là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau và đã khẳng định được năng lực, phẩm chất. Đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển, giữ vững vị thế của địa phương, đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo, một cực tăng trưởng toàn diện khu vực phía Bắc. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Đại Thắng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị đã giao trọng trách giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Địa phương trong nhiều năm qua giữ vị trí đi đầu cả nước trong phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó trước mắt là tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng cho những bước phát triển mới của tỉnh, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Hôm qua tại đồi chè thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà đã tổ chức chương trình khai mạc lễ hội trà đường hoa năm 2024. Từ năm 2018 đến năm 2023, ngày hội văn hóa du lịch trà đường hoa được xã Quảng Long duy trì tổ chức thường niên nhằm quảng bá và tôn vinh giá trị của thương hiệu trà đường hoa. Năm nay, sự kiện văn hóa du lịch này được huyện Hải Hà phát triển và nâng tầm quy mô trở thành lễ hội trà đường hoa với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là các nghi thức như rước nước đầu nguồn, rước cây chè cổ thụ, tưới nước khởi sinh cho cây chè, nghi thức trao cây chè giống cho thế hệ trẻ, thể hiện quyết tâm gìn giữ tinh hoa, vun đắp cho sự phát triển bền vững của vùng chè Hải Hà, không ngừng khẳng định chất lượng, thương hiệu, vị thế của trà đường hoa trên thị trường trong và ngoài nước. Lễ hội thu hút khá đông du khách đến tham quan trải nghiệm. Đưa du khách trải nghiệm từng cái hơi thở ở núi rừng, ở quê hương rất là xa, đó là sẽ cho du khách quốc tế, du khách thập phương từ mọi miền của Tổ quốc trở về xã Quảng Long ở Hải Hà sẽ trải nghiệm đi trồng chè này, đi hái những búp chè này thật là thơm ngon và rất là đẹp. Lễ hội trà đường hoa là đầu tiên tổ chức một quy mô cấp huyện, cũng là dịp để huyện quảng bá, giới thiệu về vùng chè huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh với thương hiệu là trà đường hoa, và cũng là dịp để động viên, khích lệ các hộ sản xuất kinh doanh chè tiếp tục gìn giữ và phát huy cái vùng chè của huyện Hải Hà. Và qua đó cũng là một cái quảng bá cái tiềm năng phát triển du lịch đồi chè huyện Hải Hà cho năm tới. Trong khuôn khổ lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc giới thiệu quảng bá về lịch sử, văn hóa, mảnh đất và con người huyện Hải Hà, sự hình thành và phát triển vùng chè và thương hiệu trà đường hoa, cùng các hoạt động trình diễn nghệ thuật pha trà, trình diễn trang phục áo dài. Lễ hội còn có đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như thi hái chè, thi chế biến trà, thi pha trà, thi chế biến ẩm thực từ trà xanh. Ngoài ra, còn nhiều môn thi đấu thể thao như chạy, đua xe đạp, các trò chơi dân gian, đồng diễn dân vũ trên nương chè, không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm trà và các sản phẩm ô cốp ẩm thực địa phương, triển lãm ảnh đẹp về Hải Hà.
Hôm nay trong lòng sung sướng và tự hào khi tỉnh Quảng Ninh, huyện Hải Hà và xã Quảng Long cùng tất cả nhân dân của trong tỉnh ta coi như là đã tổ chức một cái sự kiện rất là lớn và trọng đại. Chúng tôi rất là vinh dự và rất là cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui với lại lễ hội trà đường Hoa Cương để cho lễ hội trà đường Hoa Cương này ngày một phát triển hơn. Lễ hội trà đường hoa năm 2024 nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm trà đường hoa cũng như lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển của vùng trà tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó góp phần tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm trà đường hoa, một trong những sản phẩm đặc trưng riêng có của huyện Hải Hà. Đồng thời tiếp tục quảng bá, thu hút ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chế biến trà, phát huy hiệu quả tiềm năng vùng trà đường hoa Hải Hà cũng như các tiềm năng lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, con người của huyện trong phát triển du lịch. Địa phương dự kiến đón 120.000 khách du lịch trong năm 2024. Lễ hội trà đường hoa diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 10. Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội. Theo đó, thu ngân sách ước tăng hơn 10% so với dự toán được giao. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được giao là 1.700,99 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.448,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đánh giá cả năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.873,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với dự toán Quốc hội giao, tăng 6,8% so với năm 2023. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc tổ chức tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam năm 2024. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2024, đồng thời 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2024 được tổ chức từ 0 giờ ngày 29 tháng 11 đến 12 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2024 sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc các tổ chức cá nhân chủ động xây dựng phong cách ứng xử văn minh trong bán hàng, thực hiện văn minh thương mại đã và đang góp phần tạo niềm tin và ấn tượng tốt đẹp đối với khách hàng cũng như du khách khi đến với Lạng Sơn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại, du lịch trên địa bàn. Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, mô hình phụ nữ thực hiện văn minh thương mại ở chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đang ngày càng phát huy hiệu quả. Các tiểu thương đã chấp hành tốt quy định niêm yết giá, đảm bảo cân đúng cân đủ, không kinh doanh hàng kém chất lượng, tiếp đón khách chu đáo, niềm nở, không có hiện tượng chèo kéo. Cởi mở, nhiệt tình, không nói thách và ổn định giá cả và cởi mở vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi và được du khách rất là quý và trân trọng các bà con chợ Đông Kinh và văn minh rất thương mại. Thời gian qua, các phòng nghiệp vụ, đội quản lý thị trường các huyện, thành phố đã tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân các địa phương, ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại, tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại bằng nhiều hình thức. Qua đó, các tổ chức cá nhân kinh doanh đã được trang bị thêm các kiến thức về hoạt động thương mại, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Là chúng tôi là cũng thực hiện tốt các cái vấn đề về chỉ tiêu nhãn mác, về ngày sản xuất hạn sử dụng, các mặt hàng chúng tôi đều lấy ra và thường xuyên là thay đổi mặt hàng để luân chuyển cái hàng cũ bán trước, hàng mới bán sau để đảm bảo an toàn thị trường, để cho người dân tiêu dùng được tốt hơn. Cùng với công tác tuyên truyền, các tổ quản lý địa bàn đã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại của các tiểu thương, hộ kinh doanh trong toàn tỉnh Lạng Sơn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Qua các cái đợt kiểm tra, chúng tôi đã ký cam kết tới 100% các hộ kinh doanh cũng như các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Qua các đợt đó thì về ý thức chấp hành của các cái tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại thì đã được nâng lên rất nhiều. Cụ thể là việc niêm yết giá theo đúng quy định tại các trung tâm, điểm chợ, các cái siêu thị thì việc thực hiện niêm giá đã trở thành là 100% chấp hành. Ứng xử có văn hóa trong kinh doanh, tích cực xây dựng văn minh thương mại, tạo môi trường mua sắm an toàn, tin cậy, có phần thúc đẩy hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phát triển.
Để phục vụ sản xuất kinh doanh, thời gian qua nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh các tổ chức cá nhân có ý thức đón đầu công nghệ mới hiện đại thì vẫn còn một số trường hợp nhập khẩu thiết bị cũ, lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Mới đây tại khu vực cảng Hải Phòng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ lô hàng gồm 200 bộ máy tính của công ty trách nhiệm hữu hạn ST Tech Vina có địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, được khai báo là hàng mới 100%. Tuy nhiên qua kiểm tra, lô hàng có nhiều thiết bị là hàng cũ thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Trước đó, lực lượng chức năng thành phố cũng tiến hành kiểm tra 17 container hàng của một công ty có địa chỉ tại thành phố Hà Nội, được khai báo tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng, khu vực 3, phát hiện nhiều phụ kiện máy móc là hàng hóa đã qua sử dụng. Các đối tượng thành lập những cái pháp nhân đã có cái lịch sử nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa là thiết bị máy tính, linh kiện điện tử để nhằm qua mặt tránh cái sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan hải quan. Ngoài ra, trong quá trình cung cấp các bộ hồ sơ chứng từ, soạn thảo các tài liệu liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa như invoice, packing list, hợp đồng, vận đơn, các đối tượng đã cung cấp thông tin hàng hóa ở trên những cái tài liệu đấy là sai các thông tin hàng hóa so với thực tế. Thực tế hiện nay, tình hình hàng hóa đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như tạm nhập, tái xuất, xách tay qua đường cá nhân, chuyển khẩu hoặc quá cảnh qua các nước láng giềng trước khi đến Việt Nam hoặc thực hiện qua các sàn thương mại điện tử quốc tế. Tại Hải Phòng, các loại máy móc và thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu chủ yếu qua khu vực cảng biển, gây nhiều khó khăn cho công tác ngăn chặn, phòng ngừa của lực lượng chức năng. Hàng hóa nhập khẩu thì chủ yếu là xuất xứ nước ngoài, mà các đối tượng sử dụng cái giấy tờ giả. Đấy, thì cái việc xác minh từ nước ngoài cơ, thế nên việc để xác minh rất là khó khăn. Những hàng hóa này khi nhập khẩu vào Việt Nam ấy, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường. Đấy, tại vì là những hàng hóa mà đã cũ, những hàng hóa đã nước ngoài đã không cho phép, nước ta không cho phép theo quy chuẩn không được phép nhập khẩu rồi, thì khi nhập khẩu vào thì sẽ một là gây tác hại môi trường, hai là gây mất an toàn lao động. Các hình thức nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng vào Việt Nam hiện nay rất đa dạng và phong phú. Việc kiểm soát và quản lý chúng cần được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời tránh nhập khẩu các mặt hàng kém chất lượng, gây nguy hại cho môi trường. Dù đã bỏ đề xuất bốc thăm ngẫu nhiên môn thi thứ 3 vào kỳ thi lớp 10, tuy nhiên dự kiến thay đổi các môn theo từng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Bởi như vậy, về bản chất thì nó vẫn không khác nhiều so với việc bốc thăm ngẫu nhiên. Là lứa đầu tiên thi lớp 10 theo chương trình mới với sự thay đổi lớn về định dạng đề, nên Đinh Hà Trang đang phải nỗ lực hơn rất nhiều. Cùng với đó lại chưa biết sẽ thi mấy môn và thi những môn nào, khiến áp lực đối với em càng lớn. Bình thường lịch học trên lớp cũng rất nặng, cộng với lịch học thêm dày đặc thì thi thêm môn thứ 3 khác như này nữa sẽ làm nội dung ôn tập và kiến thức của em sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa biết phương án thi lớp 10 sẽ như thế nào, nên thời điểm này các trường sẽ càng phải thận trọng hơn trong việc dạy và học cho học sinh lớp 9. Ngoài dạy kiến thức mới thì tăng cường các đợt kiểm tra, đánh giá định kỳ thường xuyên để học sinh học đến đâu, nắm vững kiến thức đến đó. Mỗi một tháng thì sẽ có một kỳ khảo sát. Thì tháng 9 vừa qua thì chúng tôi có một kỳ khảo sát chất lượng đối với các em lớp 9, đấy là môn toán, môn văn và môn tiếng Anh. Sang đến tháng 11 thì chúng tôi sẽ khảo sát là 4 môn, đấy là môn toán, môn văn, môn ngoại ngữ và môn khoa học tự nhiên. Sau đó đến tháng 1 thì chúng tôi sẽ khảo sát 5 môn. Năm nào cũng vậy, sự chờ đợi phương án thi, trong đó có môn thi lớp 10, luôn khiến cho không chỉ học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng lo lắng. Nên để giảm áp lực thì cần chốt môn thi sớm cũng như ổn định, tránh thay đổi từng năm cũng là mong muốn của họ. Nó thi như mọi năm trước ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ như thế này thì phải phân chia ra học thì nó không đồng nhất thì nó khó. Theo nhiều chuyên gia, môn thi tuyển sinh lớp 10 nên xác định rõ ràng, minh bạch và ổn định trong nhiều năm, chứ không nên thay đổi từng năm. Điều này giúp cho học sinh ổn định tâm lý, tránh áp lực không đáng có. Giáo dục rất cần cái sự ổn định. Chính vì thế mà nên công bố môn thi từ đầu năm
Và theo quan điểm của tôi thì chúng ta nên chốt cứng 3 môn thi là toán, văn và ngoại ngữ. Số lượng và coi như chọn môn nào, tôi nghĩ bộ giáo dục cũng nên có cái thống nhất chung để cho nó dễ quản lý, và không phải dễ quản lý và hai nó hợp lý với cái chuyện này, chứ đừng để các địa phương phải lại tỉnh A thì 4 môn, tỉnh B nói chung nó làm hơi nó không được, nó tôi cho là nó hơi đảo lộn. Cũng theo chuyên gia, việc ôn tập cho một kỳ thi mà môn thi thứ 3 chưa xác định rõ sẽ khiến khối lượng kiến thức các em phải nắm vững tăng lên đáng kể và buộc học sinh phải phân tán sự tập trung vào quá nhiều môn học khác nhau. Điều này đi ngược với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới, vốn hướng đến việc đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh, chứ không chỉ bó hẹp trong kiến thức từng môn học. Vì thế, việc sớm công bố phương án thi cũng như ổn định môn thi trong nhiều năm là cần thiết. Thưa quý vị, theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường từ mùng 1 tháng 1 năm 2025, tất cả các hộ gia đình và cá nhân tại Việt Nam phải thực hiện phân loại rác trước khi thải bỏ. Việc phân loại rác không còn là khuyến khích mà là yêu cầu bắt buộc. Từ tháng 6 năm nay, 23 phường thuộc 5 quận của thành phố Hà Nội bắt đầu thí điểm phân loại rác tại nguồn với kỳ vọng dần hình thành thói quen mới cho người dân, từ đó sẽ mở rộng quy mô, thực hiện ra toàn thành phố. Vậy sau một thời gian thí điểm, việc phân loại rác đã có thay đổi và cải thiện chưa? Ghi nhận thực tế tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. So với trước đây, từ 4 tháng nay, chị Huê khi bắt đầu ca làm việc đều mang thêm một chiếc túi để đựng riêng chất thải tái chế như thế này. Từ ngày 1 tháng 7, tuyến phố này thực hiện thí điểm phân loại rác. Nhưng dù được phân loại hay không, thì rác vẫn được thu gom chung vào một xe như thế này. Chỉ khác là những công nhân vệ sinh môi trường sẽ phải mất nhiều công sức hơn hướng dẫn người dân phân loại rác. Phân loại rác này các chị biết rồi đúng không? Những cái chai nhựa, các thứ như này các chị phải để riêng ra cho em này. Để riêng vào một túi cho em, đến lúc khi mà bọn em thu gom ấy thì chị bỏ ra cho bọn em. Nhiều hộ thì là vẫn cứ cho lẫn vào rác nên là rất là mất thời gian để cho cái công nhân phải phân loại lại một lần nữa. Thời gian qua, Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội và chính quyền cơ sở đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền hướng dẫn về phân loại rác tại nguồn cho người dân. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng triển khai, vẫn còn không ít người chưa thực hiện được quy định này. Tôi cũng có một số là trường hợp có thể là các gia đình có người kiểu trẻ em hoặc là người già người ta cũng hay quên ý, thì cũng đôi lúc cũng chưa thực hiện đúng. Các cái rác phát sinh là rác cồng kềnh đấy, thì trên địa bàn thì hiện nay cũng chưa bố trí được cái điểm để thu gom được loại rác này mà phải mang đi rất xa hoặc là phải thông qua các cái dịch vụ để vận chuyển cái rác đó đi, thì đấy là một cái khó khăn và tự tạo cho người dân một cái ngại trong vấn đề để mà thực hiện cái phân loại và mang rác ra đổ. Quay lại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm là nơi đầu tiên cách đây 18 năm được Hà Nội thí điểm phân loại rác trong dự án 3R. Gia đình ông Long là một trong số ít hộ dân vẫn còn giữ thùng đựng rác được hỗ trợ từ dự án này. Cái thùng rác này lúc đầu ấy là cũng rất hiệu quả, tại vì để trong thùng rác này là còn người ta phát cho hai cái loại ni lông túi tương đối to, một cái màu đen và một cái màu trắng. Thì để thì đến khi mang rác ra ngoài đường đổ thì chỉ xách hai cái túi đó thì nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả. Nhưng mà chỉ duy trì được một thời gian ngắn thôi. Giờ đây, ông Long và những người dân phường Phan Chu Trinh lại quay lại thí điểm phân loại rác tại nguồn. Người dân được hướng dẫn phân rác thành 4 loại, còn đổ rác, thu gom rác, cơ bản cũng không khác trước là mấy. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân phường Phan Chu Trinh, hiện nay mới chỉ có khoảng 80% người dân nắm được quy định về thí điểm phân loại rác tại nguồn. Nếu mà để thực hiện 100% thì phải cần có thời gian lâu dài, nó gần như phải mưa dầm thấm đất. Một số hộ dân chưa nhận thức được cái việc là phân loại rác tại nguồn nó quan trọng như thế nào. Thì trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục để tuyên truyền sâu rộng thêm. Điểm khác với lần thí điểm trước là giờ đây việc phân loại rác đã được đưa vào luật là yêu cầu bắt buộc. Nhưng điểm giống là hạ tầng thu gom chưa đồng bộ, người dân chưa thấy hiệu quả. Vì vậy, để có thể đồng loạt phân loại rác thải từ đầu năm tới, thì cùng với việc huy động sự tham gia tích cực của người dân, còn phải khắc phục được những bất cập hiện nay về phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải sau phân loại, cũng như xử lý và tái chế. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất khẩu sản phẩm bưởi Soi Hà, huyện Yên Sơn sang thị trường Vương quốc Anh.
gần 8.000 quả bưởi Xoài Hà được lựa chọn xuất khẩu đợt này đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không hé đắng, róc múi, trọng lượng từ 1 đến 1,2 kg một quả và được kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 2 tuần trước khi thu hái, có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn dư lượng châu Âu. Giá thành giao tại vườn là 16.000 đồng một quả. Việc xuất khẩu thành công là tiền đề quan trọng để tỉnh có kế hoạch bài bản trong phát triển sản phẩm chủ lực, đặc sản, từng bước khẳng định thương hiệu và giá trị nông sản xứ Tuyên đối với thị trường trong và ngoài nước. Sau đây là những tin tức tiêu dùng đáng chú ý. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.255 đồng một đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với hôm trước. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá ở mức 25.197 đến 25.467 đồng một đô la Mỹ mua vào bán ra. Các điểm thu ngoại tệ trên thị trường chợ đen mua vào là 25.700 đồng một đô la Mỹ, bán ra là 25.800 đồng một đô la Mỹ. Giá cà phê ở trong nước ghi nhận đồng loạt giảm mạnh 1.200 đồng một kg, dao động trong khoảng 108.400 đến 108.800 đồng một kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 108.600 đồng một kg, tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 108.400 đồng một kg, tại Gia Lai là 108.600 đồng, còn tại Đắk Nông là 108.400 đồng một kg. Giá cà phê trong nước giảm trong bối cảnh giá cà phê thế giới cũng hạ nhiệt trong thời gian gần đây. Giá lợn hơi tiếp đà giảm ở cả ba miền. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm nhẹ trong phạm vi hẹp và giao dịch trong khoảng từ 61.000 đến 63.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá cũng giảm nhẹ 1.000 đồng một kg và giao động trong khoảng 58.000 đến 61.000 đồng một kg. Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi cũng điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương và giao động trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng một kg. Khoảng 12 giờ hôm qua, tại tổ 1, khu Quỳnh Trung, giáp danh khu Đại Đán, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, xảy ra cháy rừng trồng cây bạch đàn của người dân. Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh, cùng với lớp phủ bì khô dày khiến đám cháy lan rộng và nhanh. Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng vũ trang, công an, kiểm lâm và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tìm cách khắc phục địa hình, đồi dốc cao, hiểm trở, tiếp cận khu vực cháy, tích cực các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của người dân tại khu vực xung quanh, đám cháy vẫn đang tiếp diễn. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.